Sau cơn mưa thì mình gặp được con cá nè mọi người. Đây là con cá lóc đầu tiên mà hôm nay mình gặp được. Và buổi tối này thì tụi nó cũng rất là dạng. Và mình cũng có thể chạm vào nó. Khi mình muốn bắt lên cho mọi người xem thì nó lại bỏ mình chạy mất. Mấy con cua giờ này cũng đã bò ra ngoài để đi tìm và kiếm thức ăn. Mình lại gặp được một con cua kình càng. Không biết giờ này nó đang ngủ hay gì. Mình chạm vào nó được vài cái thì nó mới bỏ mình nó chạy. Và đây là một cái ổ cá sặc nè mọi người. Tụi nó sẽ tạo bọt và làm ra một cái ổ như thế này. Còn con cá sặc bốm là chủ nhân của cái tổ. Nó đang bơi xung quanh cái tổ để canh giữ. Không biết là tụi nó có đẻ trứng vào đây hay chưa. Nên mình cũng không dám chạm vào. Con kiến này nó đang tha mồi. Không biết là nó đã bắt được cái con gì đây. Nó đã tha về gần cái tổ của nó. Hình như là một bộ phận của con ong. Và bây giờ đồng đội của nó đã ra hỗ trợ để đưa miếng mồi này về được tới tổ. Thì mấy con kiến này nó cũng mất rất nhiều thời gian. Kế bên cái tổ kiến thì mình gặp được con ốc bé nhỏ này. Đây là một con ốc sên con. Cái vỏ của nó còn rất là mỏng. Mình có thể nhìn thấu vào bên trong luôn nè mọi người. Tụi nó còn rất là yếu ớt. Phải trải qua một khoảng thời gian rất là lâu nó mới phát triển thành một con ốc bự như thế này. Và lớp vỏ nhìn chắc chắn hơn rất nhiều. Lớp vỏ này có thể bảo vệ chúng khi gặp nguy hiểm.